Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream tiếp theo của hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc. Thì ngày hôm nay mọi người thế nào? Còn với mình thì mình đang cảm thấy rất là thoải mái cũng như là cảm thấy rất là vui khi được ngồi cạnh một bạn khách hàng thì rất là xinh đẹp. Thì ngày hôm nay thì mình đã xin phép bạn khách hàng này là cho mình xin phép quay vài phút để về cái cảm nhận của bạn ấy sau khi mà bạn ấy được phẫu thuật xong, và cũng như là ngày hôm nay là ngày thứ bảy của bạn ấy đến với hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc để bạn ấy làm nốt cái việc là thay van cắt chỉ. Thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn khách hàng này nhé, cùng để biết là xem là bạn ấy làm dịch vụ gì cũng như là cái cảm nhận của bạn ra sao. Chào em thì chào mọi người cũng như là giới thiệu qua tên tuổi cũng như công việc của em hiện giờ được không? Xin chào mọi người, mình là Kiều Anh. Năm nay mình 26 tuổi và hiện tại đang làm kế toán tại Hà Nội. Làm kế toán. Kiều Anh 26 tuổi, rất là trẻ. Em đã lập gia đình chưa? Mình có gia đình rồi. Gia đình rồi. Vâng. Rất là trẻ. Thì bạn Kiều Anh ngày hôm nay thì là ngày thứ bảy đúng không? Vừa nãy em cũng có hỏi em là hôm nay ngày thứ bảy đến cắt chỉ. Thì em có thể nói qua mọi người biết rằng là em đến với hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc để em làm dịch vụ gì? Mình đến Thu Cúc để mình làm mũi, nâng mũi, hai nai bán cấu trúc. Hai nai bán cấu trúc. Có bao sụn không? Có bọc sụn tai. Có bọc sụn tai tự thân luôn đúng không? Đây là ngày thứ bảy rồi thì các bạn có thể nhìn thấy ngay cái cảm nhận đầu tiên cũng như là cái cảm quan luôn. Mọi người có thể nhìn thấy trực tiếp từ phía bạn Kiều Anh thì dáng mũi của bạn đã đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài ra nữa là cũng phải có một cái điều đáng khen cho chính bạn, bản thân bạn ấy là cơ địa bạn ấy rất là tốt, bạn ấy không bị tím đúng không? Em thì mấy ngày là em hết tím? Em 3 ngày. 3 ngày là hết tím rồi. Rất là nhanh. Có nhiều khách hàng thì từ anh thường em thấy là phải hơn một tuần. Nhiều khách hàng hơn một tuần thì cơ địa họ khá là yếu, bị gây tím nhiều. Chính ra là em 3 ngày là gần như là em như này rất là tốt. Em ngày này thứ bảy rồi gần như hoàn thiện thì mũi em sẽ một thời gian nữa nó sẽ xuống hơn một chút. Thế bạn có thể nhìn thấy nhá, mình xin phép là còn nhìn, bạn có thể nhìn thấy góc nghiêng của bạn Kiều Anh không ạ? Hiện giờ nó có một cái góc nghiêng rất là đẹp rồi, dáng mũi cao. Ngày trước thì như anh nhớ là anh đã từng gặp em rồi thì như anh nhớ là cái tình trạng đầu mũi của em nó hơi bị to hơn, đúng không? Còn bây giờ nó đã thanh hơn do cái dáng mũi đấy, dáng mũi đã thanh hơn rất là nhiều, cao hơn. Thì anh có thể cho anh được cái cảm nhận thực tế khi mà em trong quá trình phẫu thuật em cảm thấy như thế nào? Khi mà mới bắt đầu phẫu thuật thì nói chung là rất là hồi hộp và có một chút lo lắng ạ. Nhưng mà bác sĩ thì động viên và nói chung là ekip rất là chuyên nghiệp, rất là tận tình, nên là trong cái quá trình làm em cảm thấy rất là thoải mái, không có chút đau đớn gì cả. Xong rồi khi mà về nhà thì cơ sĩ cũng hướng dẫn cách chăm sóc, nên là khi mà về thì cũng hầu như là cũng không đau. Và em thấy là đến ngày thứ sang ngày thứ ba là mũi đã bắt đầu lên form rất là đẹp rồi. Anh Hà cảm nhận như thế nào? Trong em rất là vui. Chắc chắn rồi, vì bản thân anh cũng là một người có gia đình rồi. Và thực ra thì ai cũng vậy thôi, chắc chắn anh phải nói rằng là trước khi vợ mình đi làm phẫu thuật thì anh không biết như nào, nhưng mà với cảm nhận của anh ấy, một người chồng thì chắc chắn cũng sẽ rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi mà đã xong rồi thì lại cảm thấy rất là thoải mái và cảm thấy vui hơn vì những người bạn đồng hành, người bạn đời của mình đẹp hơn. Đẹp hơn đây thì cũng có một phần lo lắng nữa là ra bên ngoài sẽ nhiều người nhòm ngó hơn. Nhưng mà cái đầu tiên là hàng ngày chúng ta nhìn ngắm nhau một cách gọi là cảm thấy thoải mái hơn, thích hơn và chắc chắn là cảm thấy vui hơn, đúng không? Và Kiều Anh có cái lời nào để chia sẻ để gửi gắm cho những bạn khách hàng cũng như là những chị em đang muốn có nhu cầu làm đẹp không? Thì em thấy là điều duy nhất em hối hận khi làm mũi đấy là mình không làm sớm hơn. Đấy, và là những chị em nào mà đang có mong muốn là cải thiện cái nhan sắc của mình thì hãy thử tìm hiểu đến trải nghiệm của Thu Cúc thì các bạn chắc chắn sẽ cảm thấy hài lòng với mình. Đúng rồi. Thực ra nó cũng là những cái chia sẻ của rất nhiều khách hàng đã từng đến đây làm, và Kiều Anh cũng là một trong những khách hàng như vậy. Thì phải trải nghiệm rồi mới biết, nó đơn giản trải nghiệm rồi nó biết là nó sẽ đẹp hơn như thế nào. Chúng ta không ai hoàn hảo, đúng không? Không ai hoàn hảo, và chúng ta cần phải tìm cách để tự làm hoàn hảo bản thân mình. Thì bạn Kiều Anh là một trong những khách hàng đã tự tin cũng như là đi làm, và mình khẳng định rằng là sẽ có rất rất nhiều các chị em phụ nữ khi mà đến với hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc chúng tôi và sau khi làm xong sẽ được như bạn Kiều Anh đấy. Và cảm ơn Kiều Anh với cuộc trò chuyện này, thì anh chúc và hy vọng rằng là sau khi em có một cái khuôn mặt mới, diện mạo mới, mặc dù chỉ là thay đổi một chút thôi nhưng mà cũng sẽ làm thay đổi nhiều hơn trong cái công việc của mình và trong cuộc sống hàng ngày. Và anh
nghĩ rằng là sau khi mọi người xem cái cuộc trò chuyện này giữa anh và em thì tất cả khách hàng sẽ có nhiều động lực hơn. Tại vì chắc chắn là nhìn em cái này thì chả có ai nghĩ rằng là vừa đi làm mũi xong cả, đúng không? Vừa đi làm mũi. Thế nên ra mọi người hãy cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình theo nhiều cách khác nhau, thì có một cách các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, đó là hãy đến với hệ thống tâm lý Thu Cúc chúng tôi. Còn bây giờ thì tránh làm phiền bạn Kiều Anh nữa, và cũng như là để tiếp tục các công việc tiếp theo thì mình xin phép dừng buổi live stream ở đây. Thì mọi người có thể để lại các comment, các câu hỏi về các cái dịch vụ của hệ thống tâm lý Thu Cúc. Ngoài ra nữa thì đừng quên số hotline chúng tôi 1900 1920. Cảm ơn Kiều Anh một lần nữa, cảm ơn mọi người đã xem live stream, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người live stream tiếp theo.